Xin kính chào bà con. Đây là một giỏ lan Đai Châu, hiện đang được bán với giá từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng. Theo tính toán của người trồng lan, lan Đai Châu trồng khoảng 2 năm là có thể bán. Hiệu quả kinh tế rất tốt và chúng ta cũng có thể suy nghĩ để làm giàu từ cây lan Đai Châu này. Nhưng kỹ thuật trồng lan Đai Châu có khó hay không? Mời bà con hãy cùng theo dõi chương trình Nhà Nông Làm Giàu ngày hôm nay của chúng tôi để nắm được và từ đó cân nhắc xem có thể chọn lan Đai Châu làm giàu hay không nhé. Thưa bà con, phóng viên của chúng tôi đã tới Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa Cây Cảnh. Bây giờ thì xin mời khán giả cùng với phóng viên Phương Huyền sẽ học kỹ thuật trồng hoa lan Đai Châu. Bà con nên chuẩn bị sẵn giấy bút để ghi chép lại những thông số kỹ thuật hoặc những điểm chính của quá trình học này. Đây là khu vườn lan Đai Châu trồng được khoảng 3 năm. Chúng đã nở hoa được hơn 1 năm nay. Những cây đã nở hoa như thế này, người trồng có thể mang bán cho người chơi hoặc có thể tách chồi để nhân giống. Kỹ sư Hữu cho biết, thời vụ trồng hoa lan Đai Châu tốt nhất là vào mùa xuân và mùa hè, khoảng tháng 3, tháng 4 dương lịch hàng năm. Bởi trồng vào thời điểm này, cây sẽ nhanh ra rễ và sinh trưởng phát triển tốt nhất. Hiện tại thì người ta thường có hai cách trồng chính là trồng trên chậu và ghép gỗ nhãn. Số người thì nếu có điều kiện họ ghép lên gỗ nũa thì nó tăng giá trị thẩm mỹ lên cao và nó đẩy cao cái giá trị của cây lên ạ. Đầu tiên thì chúng ta chuẩn bị chậu trồng ạ và móc treo và các cái gỗ nhãn nhỏ, mình gỗ nhỏ hoặc vỏ cây mình gọi là chẻ nhỏ ra để cho vào để tăng cái cường cái độ giữ ẩm cho cây ạ. Như trên tay tôi đây là miếng gỗ thì chúng ta cắt nhỏ thành từng đoạn 10 đến 15 phân và to khoảng nửa cổ tay mình hoặc như cái chuôi dao ạ. Chị Thư. Rễ của cây lan Đai Châu là loại rễ sống phụ sinh bám vào vỏ cây và treo lơ lửng trên các cây thân gỗ khác. Do vậy, giá thể để trồng cây lan Đai Châu cũng phải chọn sao cho phù hợp với đặc điểm sinh trưởng của cây. Theo kỹ sư Hữu, bà con có thể ghép trên các loại gỗ lũa, gỗ nhãn, gỗ vú sữa, thân cây dương xỉ. Còn trồng cây vào chậu, có thể dùng chậu thang gỗ hoặc bằng nhựa, sử dụng giá thể như sơ dừa, than củi, vỏ cây, gỗ nhỏ, xỉ than. Trước khi chúng ta cho vào chậu thì chúng ta cần phải xử lý qua nước vôi, trong để cái giá thể của chúng ta sạch bệnh và các nguồn nấm ngay từ lúc đầu ạ. Chọn cây mang trồng phải là cây từ 1 đến 2 năm tuổi với cây nuôi cấy mô, có 2 đến 3 cặp lá, lá dài từ 12 đến 15 cm khỏe mạnh, không có vết bệnh và sinh trưởng phát triển tốt. Còn lấy từ cây tách thân hoặc cây thu thập trong tự nhiên thì cần cắt bỏ ngồng hoa nếu có, loại bỏ lá vàng và lá bị bệnh, sau đó mới mang trồng. Trồng rét phải quay kín hết. Sau khi chúng ta thu thập về qua các cái thương buôn họ bán lẻ hoặc những người đi rừng họ thu thập về đấy, thì chúng ta phải cắt tỉa sạch toàn bộ các cái rễ của nó, rễ hỏng đi. Chúng ta cắt tỉa cho sạch và xử lý qua nước vôi hoặc là ngâm với dung dịch Didomin. Thường thì chúng ta pha từ 2 đến 3 gram trên 1 lít nước. Và đây là dung dịch Didomin tôi đã pha xong và chúng ta sẵn sàng để xử lý cây ạ. Chúng ta ngâm toàn bộ các cái phần rễ đã cắt vào trong dung dịch ạ. Thường thì chúng ta ngâm từ 3 đến 5 phút thì sẽ vớt ra được. Sau khi chuẩn bị xong thì chúng ta có thể trồng cây vào trong chậu ạ. Thì chúng ta đặt cây vào thành của các cái chậu khi chúng ta đã chuẩn bị xong giá thể rồi đấy ạ. Chúng ta dùng dây cố định cây vào các cái nan của thành chậu thì thường dùng cái dây nhựa rút này để buộc giữ cây vào các cái thành chậu cho nó nhanh ạ. Tùy theo kích thước của chậu mà người trồng có thể trồng từ 3 đến 5 cây hoặc 7 cây. Cần điều chỉnh các cây phù hợp với khoảng cách của chậu. Sau khi trồng xong, bổ sung thêm giá thể vào chậu sao cho cách miệng chậu 5 cm để khi tưới nước giá thể không bị bắn ra ngoài. Khi
khi ghép vào cây thì chúng ta cần chuẩn bị một ít cái ống nhựa tưới ống nhựa mềm đấy. Chúng ta cắt nhỏ ra thành từng đoạn bé một. Nó từ đường kính 0,4 đến 0,5 cm và chiều dài của nó khoảng 5 cm. Để sau này chúng ta cố định cái rễ cây vào cái gỗ cây mình ghép đấy. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành ghép trực tiếp lên gỗ. Khi chúng ta ghép thì chúng ta chọn các cây bé ghép từ trên ghép xuống. Để chúng ta có thể giữ cây và dùng dây để cố định nó. Và súng bắn đinh bắn trực tiếp vào cây. Khi ghép vào thân gỗ, kỹ sư Hữu lưu ý chọn cây bé ghép trước, ghép từ trên xuống dưới. Một khúc gỗ có thể ghép từ 5 hoặc 7 cây hoặc 9 cây tùy theo kích thước thân gỗ. Khi ghép thì hướng lưng cây ra phía ngoài để sau này ngồng hoa sẽ phát triển ra bên ngoài. Sau khi trồng cây vào chậu và ghép xong, cần chuyển cây vào nơi thoáng mát. Thưa bà con, với sự hướng dẫn trên chúng ta có thể trồng được lan đai châu rồi. Nhưng làm thế nào để lan có thể ra hoa? Hoa mà xấu thì sẽ rất khó để bán. Vậy như việc làm giàu coi như là lỗ vốn. Để có được những bông hoa lan đai châu đẹp như thế này thì người trồng phải có kỹ thuật chăm sóc rất tốt và còn thêm cả bí quyết nghề nghiệp nữa. Chúng ta hãy cùng xem tiếp trong phần tiếp của chương trình ngay sau đây nhé. Đây là những chậu hoa lan đai châu sau khi trồng. Chúng được treo ở những khu vực có lưới đen phản quang che bớt khoảng 60 đến 70% ánh sáng. Kỹ sư Hữu cho biết những cây lan này cần phải tưới nước ngay để cây không bị xuống sức và nhanh ra rễ. Khi mới ghép xong thì chúng ta duy trì khoảng 3 lần tưới trong một ngày, vào lúc sáng, trưa và chiều. Thì cây nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như gặp thời tiết hanh khô, chúng ta tùy vào cái giá thể của chậu, chúng ta nếu thấy khô chúng ta có thể tưới thêm. Lượng nước tưới cho cây tùy thuộc vào mùa, giai đoạn sinh trưởng và theo cách trồng. So với cây lan khác thì chúng có khả năng chịu hạn tốt hơn là chịu úng. Tưới nước sao cho độ ẩm giá thể đạt từ 40 đến 80%. Mùa hè tưới 2 lần một ngày vào buổi sáng và buổi chiều. Mùa thu tưới 1 lần một ngày. Mùa khô khoảng tháng 10, tháng 11 cần giảm tưới khoảng 2 đến 3 ngày tưới 1 lần để cây có thời gian ngủ nghỉ, kích thích hình thành chồi hoa. Còn độ ẩm không khí thì sau khi trồng duy trì từ 80 đến 90%. Khi cây ra rễ duy trì độ ẩm từ 70 đến 80%. Vâng, chị có thể nhìn đây, khi sau khi cây chúng ta trồng được khoảng 25-30 ngày thì chúng ta có thể gặm lưới sang bên tay trái của chúng ta và sẽ khi đó sẽ còn một lớp lưới và cây sẽ hứng nắng được nhiều hơn. Sau khi trồng chậu, bà con dùng thuốc kích thích sinh trưởng Atonic tưới cho cây để nhanh ra rễ. Pha 10ml cho bình 8 lít nước, phun đều lên các cây. Sau nửa tháng cây đã ra rễ, bà con có thể dùng phân bón qua lá có thành phần NPK 20-20-20. Pha từ 4 đến 5 gram cho 10 lít nước, phun lên toàn bộ thân, lá và rễ cây để cây phát triển. Trồng rét phải quay kín hết. Thưa bà con, với cây lan đai châu so với một số cây trồng khác thì gặp khá ít sâu bệnh. Tuy nhiên những cái thời kỳ là tháng 5 ý, khi nhiệt độ ngoài trời là lên cao và thỉnh thoảng có những cái trận mưa rào thì cây rất dễ bị bệnh thú nhũn. Và biểu hiện triệu chứng như thế nào mà ngay bây giờ thì mời quý vị bà con cùng xem một cái clip sau để biết cách phòng trị ạ. Triệu chứng của bệnh thối nhũn trên cây lan đai châu như sau. Vi khuẩn xâm nhập vào cây qua những vết thương cơ giới như cắt tỉa, tưới phun áp lực cao, gió, mưa, côn trùng. Ban đầu vết thối có vệt nhỏ, màu vàng nâu. Khi bệnh nặng, vết thối lan nhanh trong lá, tạo nên vết thối nhũn với mùi hôi khó chịu, sau đó rụng lá. Thời tiết khí hậu nóng và ẩm giúp bệnh phát triển mạnh, vi khuẩn lan truyền qua nước mưa và nước tưới từ cây này sang cây khác. Khi cây bị thối nhũn thì chúng ta bắt buộc phải cắt bỏ cái phần vết bệnh của nó đi đấy. Ví dụ đây là cái vết nó đã bị thối nhũn.
thì chúng ta bắt buộc phải cắt bỏ hắn đi. Và chúng ta sử dụng vôi bột hòa sệt để bôi trực tiếp vào các cái vết cắt này, cho nó khử trùng và tránh lây lan xuống dưới. Trường hợp bị nặng quá mà mình dùng vôi bột này mà vẫn không xử lý được thì mình phải làm như thế nào? Khi nếu chúng ta xử lý vôi bột mà vết bệnh nó vẫn bị lây lan xuống dưới tiếp thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng đến một số loại thuốc hóa học như Zidomin hoặc Dacunin để xử lý tiếp. Chúng ta vẫn cắt bỏ các cái phần vết bệnh đi và chúng ta bôi vào các cái vết cắt của chúng ta. Mình sử dụng các thuốc đấy như thế nào anh? Ngoài ra, người trồng cần thường xuyên quan sát cắt tỉa lá già, rễ khô và lá bệnh mang ra khỏi vườn tiêu hủy. Làm được như vậy, cây sẽ phát triển tốt, nở hoa đẹp và bán được với giá thành.